Theo thông tin từ câu lạc bộ cựu chiến binh Thể Công, câu lạc bộ đang lên kế hoạch thi đấu bóng đá giao hữu tại Đức theo lời mời của câu lạc bộ VLC Berlin. Cụ thể, câu lạc bộ cựu chiến binh Thể Công sẽ có chuyến đi châu Âu dự kiến từ ngày 29 tháng 9 trong 13 ngày 12 đêm tại Tây Ban Nha và Đức. Dự kiến, đoàn câu lạc bộ cựu chiến binh Thể Công sẽ có các hoạt động ngoại khóa, đi thăm các địa điểm đẹp tại Tây Ban Nha như thủ đô Madrid, Barcelona, Valencia. Những địa điểm đẹp tại Berlin, Leipzig, Frankfurt. Dự kiến, trận giao hữu giữa câu lạc bộ cựu chiến binh Thể Công và câu lạc bộ chủ nhà VLC Berlin sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Câu lạc bộ VLC Berlin là đội bóng được thành lập khá lâu tại Đức, với nòng cốt là các cựu danh thủ Thể Công định cư tại Đức, đã từng có nhiều chuyến về thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam. Những gương mặt tiêu biểu cho đội bóng này là cựu đội trưởng Đỗ Văn Phúc, người vô địch quốc gia 1987 cùng Thể Công.